Đây là phía bên cạnh hông, đây là phần tân phô và chân đế máy. Đấy. Những con Amly từ nước ngoài về lại bên em thổi bụi sạch sẽ hết nha, các bác về chỉ việc sử dụng thôi. Vâng, xin chào các bác nha. Thì em tiếp tục lên tiếp theo con 8080DB nha. 8080DB. Con này sexy vàng, giá là 36 triệu đã bao gồm phí ship nha các bác, mặt đẹp không tì vết nha. Lần này em tuyển về hai con, một con em qua trước thì em đã bán rồi, có bác khách lấy rồi, và con tiếp theo em lên sóng các bác đang xem này nha. Còn cả tem luôn bay NR nha. 8080DB là đối tác của những dòng loa 77A, 88A, 99A và những dòng loa Mỹ như là JBL, kể cả những dòng tăng noi Âu Mỹ Nhật đều rất là tốt, có những dòng bass 40 đô la nha các bác. Trang bị 3 cầu loa ABC hoặc A cộng B, A cộng C. Dòng này thì nghi hai chân bài đẹp nha các bác, lên đèn. Và hai đồng hồ vô bên trước, chỉnh bass, mic, chép, volume, ba lăng bên trong. Có âm thanh lo nét, đây là hai cái đồng hồ khi nhạc hoạt động nó sẽ vẫy nha. Đây các bác, máy đẹp long lanh luôn nha. Liên hệ cho em chiến của hai số điện thoại phía trên. Giá 36 đã bao gồm phí ship nha các bác. Góc cạnh đẹp keng hết nha, bên em làm hàng tuyển kỹ lắm. Những con 90DB thì cũng đã về là lên đường trong ngày hết. Rồi những con đó khá hiếm, giá thành cũng khá là cao quá. 80DB thì nó rất là tầm tiền, cái đây mở ốc rồi nha, mở ốc hết 4 cái lỗ để mở cái nắp lên rồi. Nên là nó sụp sịch này, đấy, đây mở ốc rồi. Để tiện để cho việc quay các bác cùng xem ạ. Đây, 300 loa nha các bác. Đặc trưng những dòng 80DB nó chạy 3-4 cầu điện nha, 100, 110, 120, 240. Cực kỳ tiện lợi để các bác còn sử dụng gia đình. Nếu các bác sử dụng điện 220 thì báo cho em trước khi chuyển hàng thì em gửi chuyển qua điện 220 cho bác. Đây là 300 loa này, đấy. Đây là con này series 1368 nha các bác, 1368 nha. Đường tín hiệu vào này, đấy, rất là nhiều. Cả anten, phần tản nhiệt của sò công suất. Máy bảo hành nguyên zin thế nha các bác, tại vì bên em làm máy kỹ lưỡng, cũng như là máy chắc từ nước ngoài về, chưa qua tay người sử dụng Việt Nam. Rồi em nhắc cái nắp lên. Nó là sexy 7 màu nha các bác. Đây, các bác nào lấy thì alo cho em nha. Máy đẹp rồi là chấm hết cùng tình nha. Đây là phía bên cạnh hông. Đây là phần tân phô và chân đế máy. Đấy. Những con Amly từ nước ngoài về lại bên em thổi bụi sạch sẽ hết nha, các bác về chỉ việc sử dụng thôi. ba mươi sáu bao gồm phí ship, bán là chuyên không đủ thì em bớt 300.000, còn 35.700.000. Đấy, các bác có thể cảm nhận được cái độ đẹp rồi nha. 8080DB giá 36 triệu tại shop em Chiến Bình Định. Em giao hàng toàn quốc nha các bác. Các bác cọc tiền thì cọc 10% trở lên, có nghĩa là 3-4 triệu gì đấy thì em ship hàng nha. Còn chiên không đủ thì là em bớt 300.000, còn 35.700.000 đấy. Rồi em Chiến xin chào, hẹn gặp lại các bác ở video kế tiếp. Các bác nhớ đăng ký kênh để luôn cập nhật những video mới nhất. Cảm ơn các bác rất là nhiều.